Rồi nha. Tâm vừa có một cái xe mới, ơi là mới luôn, đã xuất hiện tại công ty ô tô Duy Tâm. Lập tức Tâm đem vô logo show quay lên cho bà con, cô chú anh chị mình xem ngay và luôn. Bởi vì có một số bà con là nói tại sao mà cửa hàng ở đâu mà cứ đi vô trong rừng, trong rú quay, nguyên do là vậy. Ở trong đây nó rất là yên tĩnh cô chú biết. Đó, nó yên tĩnh, nó không có tiếng ồn của xe cộ, không có tiếng còi, không có gần dân á, nên nó im lắm. Còn công ty thì lâu lâu Tâm quay lên công ty là tổng thể á, là công ty ô tô Duy Tâm, nhưng mà quay nó ồn lắm, nhiều anh chị em bà con không nghe được gì hết à. Đó nên Tâm vô đây để cho nó riêng biệt. Như vậy á thì cái xe mình nó mới bộc lộ hết cái nét đẹp của nó được không. Đây chính là con Y10 bản đủ, sản xuất cuối năm 2018. Hôm qua lúc mua trong nhà dân là chạy 9.700 cây. Rồi chạy về đây hồi tối nay thằng lính nó mượn nó đi về thăm người yêu nó ở Bình Long nữa, là nay lên đúng 10.000 cây rồi. Nước sơn green là 100%. Nói chung là 10.000 cây đi, Tâm nói hơi dài dòng. Xe chạy đúng 10.000 cây. Đó. Bản full nha. Động cơ là 1.2, sơn green 100%, một chủ mua mới từ đầu. Biển số 61A52485. Xe này thì động cơ là 1.2 nha. Sơn green 100% ha. Nó có cam lùi và cảm biến lùi. Đó. Chưa có một vết sơn dặm nào hết và sơn green hết, bánh dự phòng là chưa có sử dụng. Bốn bánh theo xe là chưa mở. Đó mà hả? Xe này là bản full. Cuối 2018 là nó có 4 thắng đĩa nha. Còn 2017 đổ về trước là nó chỉ có 2 thắng đĩa trước thôi. Xe này là nó qua form mới là 4 thắng đĩa. Cái này nó giống như form 19, 20, 21 như vậy. Y form y chang luôn. Đó, rất là mới. Thậm chí là cái bánh là chưa có vết trầy luôn. Có hơi dính sình, Tâm chưa rửa thôi. Còn nước sơn rin là Tâm bao cho nhà mình là rin 100% nha. Không có một vết sơn nội luôn ha. Mới quá trời mới nè. Cái đèn của nó nè, còn trong veo. Rồi, 10.000, đúng 10.000 cây số ha. Cái máy nó 7 màu luôn. Duyên cái xe ở Bình Dương, mà xe này ở đất Thủ Dầu Một Bình Dương nữa, ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Nên nó mới lắm, đi đường nhựa không à. Cái vỏ của nó là, nếu mà nói vỏ này mới, khỏi phải nói luôn nè. Yeah. Còn cái bánh dự phòng là chưa có hạ xuống luôn. Rồi chút nữa Tâm cho nè. Cuối 2018 nè. Không. Cái này là bước qua 2019 luôn à. Tháng 12 2018. Bố đĩa đâu còn riêng hết nè, cô chú chị thấy không? 10.000 cây mà sao thay được đó. Bố đĩa heo đĩa đâu còn chấm sơn hết luôn. Cái đĩa bóng nhéo luôn, không có vết cày luôn. Mình thùng mà thẳng băng. Chất xe thì Tâm bao đẹp cho nhà mình nha. Bao đẹp. Đẹp. Đẹp trên cả tuyệt vời. Xe này Tâm chưa có nói giá, Tâm chốt là 385 triệu nha quý vị. 385 triệu 2018, cuối 2018, một chủ mua mới. Y10 bản đủ 1.2 full số tự động, sơn rin 100%. Xe cũng vậy luôn, xe rin 100%. Không có một cái gì mà gọi là được thay thế hay là chỉnh sửa gì đây hết. Ô đô nè, đúng vừa lòi lên đúng 10.000 cây số luôn. Không 1000 hôm qua lúc mua là 9.700. Trần là nguyên rin, vô lăng là như một cái vô lăng mới luôn. Tâm bán cho nhà mình là 385 nha quý vị. 385 là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nha. Hỗ trợ rút hồ sơ. Cái máy nó nổ êm, thật là êm. Cái xe hơi mà chạy 90.000 nó mới dữ lắm. Gương gặp điện nè. Mọi thứ hầu như là tuyệt vời nè. Keo chỉ thì Tâm chỉ xin lướt qua thôi nha. Xe này có gì đâu coi. Mới mà, sơn rim tới 100% mà có gì đâu coi. Đó. Có cân bằng điện tử nha. Túi khí an toàn, cân bằng điện tử, thắng ABS. Gương gặp điện auto, khởi động startup thông minh. Màn hình cam lùi. Màn hình cam lùi rồi.
cam hành trình nè, đây có hành trình luôn nha, khởi động khóa thông minh nè, củ số nè, chưa có một quá trời luôn. Rất là mới như vậy, hôm qua Tâm cũng mới bán. Vừa về con Y10 hôm qua, vừa về con Y10 số sàn chạy 20.000 á. Dạo này Tâm hay mua được xe mới mới không à. Mình mua cao chút, cái xe đẹp mình mua cao chút là có xe để phục vụ bà con. Chứ mua ba xe dập nát, bán mốt bể hết. Tâm mua xe đó rất là cao, vừa về cái là anh em sốt căng lên chốt liền luôn. Cái xe Y10 số sàn màu bạc hôm qua chạy 22.000 cây Tâm bán rồi đó quý vị. Một xe này chạy 10.000 cây. Tâm mới vừa về luôn, review cho nhà mình coi, 385 triệu. Xe như mới, xe này không thể chơi được vào đâu nha, 100% là nguyên, khỏi phải nói. Vỏ lốp là đi theo xe cả 5 cái nha. Lớp sơn lót của cái dè nè, cảm biến rồi còn y hết nè. Cái gì xe mới đâu, mới tinh, đèn đốt mà. Chưa có một vết sơn dặm nào hết, và cũng không có trầy luôn. Cái người chủ này thuộc quá kỹ, họ quá kỹ rồi, họ gìn giữ được cái xe như thế này thì rất là cảm ơn luôn. Bánh dự phòng là chưa có sử dụng nha quý vị, chưa sử dụng, chưa bao giờ được tháo xuống. Con đội này hầu như là chưa có thấy xài luôn. Vỏ theo xe mà, đúng chất xe này mới nha. Mới lắm, không có gì phải bàn, miễn tại khỏi chơi ha. $385 triệu bên Tâm sẽ hỗ trợ hồ sơ cho nhà mình nha. Xe này cái giá nó cũng vừa phải đó, không có cao đâu. Tâm mới bán là 405, rồi 20-21 405, 40-405, hai con màu đỏ con màu trắng. 21 thì cao hơn 3 đời, nhưng mà mấy xe kia chạy mười mấy ngàn, 20.000, mười mấy ngàn. Xe này chạy có 10.000 à, mà nó mới tinh nè, được cái màu trắng nữa. 385 triệu cô chú chị ơi. Y10 bản full 1.2 số tự động. Quá đã. Đây, vỏ lớp 5 cái như nhau ha. Đó, bánh xe cua là chưa có hạ xuống. Còn bánh theo xe nè, vỏ còn dày mút chỉ cà tha luôn. Chất xe thì tuyệt vời. Cái xe này chỉ gì, nếu mà hỏi về chất lượng xe là đưa ngón cái lên nhau vậy. Số 1 chuẩn. Tâm cũng đâu có thấy điểm khuyết nào để nói với bà con đâu. Nếu mà có điểm khuyết thì Tâm chỉ luôn. Nhưng mà hiện giờ là nó toàn là điểm ưu không à, toàn là chất lượng không à, không có điểm yếu điểm khuyết. Bà con lưu ý, nếu mà mua ở xa, mua online á, thì xe này cũng khỏi cần phải đi coi cũng được nữa, nó quá mới rồi nên không cần phải đi coi. Còn nếu mà mình chưa có đủ tự tin thì cứ đem về kiểm tra chính hãng thoải mái, cứ sai trả xe Tâm thôi ha. Còn mua bán thì phải rõ ràng bằng giấy tờ, giấy tờ là cam kết như thế nào, văn bản ra làm sao đó, phải thỏa thuận đàng hoàng ngay từ ban đầu, mất lòng trước thì đặng lòng sau. Xe này là để nè, một là bị chuột đáy, hai là bị nước mưa, còn cây số là Tâm bao cho nhà mình, sai Tâm tặng xe luôn. Ốc bình ốc đồng, những con ốc nào mà nó không có bị ví dụ như là nước đáy chuột hay là nước mưa thì nó vẫn còn nguyên đó. Kể cả cái lớp máy của nó ở dưới mà nó còn trắng bảy màu luôn ha.
chưa ra khỏi coi nha. Nói chung là chưa có mở bất kể một con áo nào hết, kể cả bánh xe cũng chưa thấy dấu hiệu mở luôn. Bánh xe cũng chưa mở luôn. Đây là rim nguyên bản. Mua mới từ đầu một chủ. Có một hai con ốc là nó bị theo tâm lý là bị chuột cái. Hai con à. Có con này con này thôi. Đó, còn như là mới hết. Vậy ha. Mà con xe nó hoàn hảo tuyệt đối nha quý vị. Không thể chê vào đâu được. Chỉ dùng từ là chuẩn mực thôi. Và giá thành là 385 triệu hỗ trợ rút hồ sơ Y10 bản cũ cuối 2018 tại 10.000 cây, một đời chủ mua mới, góc số Bình Dương. Liên hệ Tâm nha, 0917 215 512 hoặc là 0974 835 522 đến tại công ty ô tô Di Tâm Bình Dương, nằm ở địa chỉ là gần Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hoặc là search Google Maps là đại lý ô tô Di Tâm nha, là sẽ có hướng dẫn đường đến tới nhà của mình luôn. Gọi Tâm để sở hữu ngay con xe rất là mới nha quý vị. Không bao giờ mà để cho cô chú anh chị phải thất vọng vì sản phẩm này đâu ha. Quá mới, quá tuyệt vời. Không cần phải mô tả nhiều, nhưng mà đây là một sản phẩm chuẩn mực. Cô chú anh chị về đi cảm ơn Tâm không hết luôn. Bởi vì nó tốt, nó thực tế, không có lừa dối gì đây hết nha. Chào bà con và hẹn gặp lại bà con.